mới mà thấy nghe kịp. Chứ nếu mà cái vị ngon lành rồi đó, các vị có nằm ngoài đầu đường mà đắp chiếu, tôi vẫn tin các vị tự siêu độ. Tôi nói phải một lần nữa, nếu mà các vị ngồi còn sống và các vị có đời sống tâm linh tinh thần mà ngon lành đó, không, thì các vị có đắp chiếu tôi vẫn yên tâm là cái bạn là nó siêu. Còn mà các vị sống mà cái đầu các vị chỉ bị tiền không ăn thì chỉ le lưỡi đến tiền không á, hả? Thế bây giờ mà có chết giữa chánh điện này mà có 1000 tăng ni tụng, tôi không tin là nó siêu. Đây có nhiều người bất mãn tôi khi mà tôi nói cái gì đó tôi có tin. Bởi vì nếu mà có 1000 tăng ni mà tụng mà siêu đó, thì mấy đại gia nó chết nó siêu hết rồi. Mình đại gia mà cứ cúng tiền ngoài mái cúng cho mấy tăng ni cao tăng cái ngon nhiều chuyện 50000 nó là một nhà tăng cũng lãng luôn đúng không? Cái giáo pháp này nó cũng mới dành cho những đồng tiền. Mà nó là cái kiếm gì mà lúc mà mình đang ngon lành là không có tin chỉ là nó còn ngáp ngáp mình mới tin. Và tôi cho tôi biết một chuyện rất là rỡ người nữa là tôi nghe cái cô được quá rồi. Hồi nãy mình chưa tới là cũng không chuẩn bị, mình quý mình đi trẻ đó cho con chuẩn bị mà cũng không chuẩn bị gì. Rồi, cho nên cái hạn thứ ra đó, cái hạn ăn rồi là cứ đi vung sới những ước mơ. Và cái tôi nói rất là nhiều lần, 100 người Phật, 100 người Việt Nam đến chùa đối với tôi chỉ có 1% là Phật tử đúng nghĩa thôi. Đó là cái nhóm người mà nhận ra cái sự vô nghĩa tẻ nhạt của đời sống. Tôi nhắc lại một lần nữa, nhóm 1 là họ thấy cuộc đời này qua bị đắng, nhóm 2 là họ thấy cuộc đời này qua cái bị ngọt, cái nhóm 3 là nhóm không có ý chí, cái là nhóm buông xuôi, và nhóm thứ 4 là cái nhóm mà tôi gọi là Phật tử thứ thiệt. Có nghĩa là đối với họ đời sống thì không đắng không ngọt mà là nhạt. Cái chữ nhạt ở đây ấy, nó có nghĩa là không có gì để thích mà không có gì để ghét. Và bên Tây có một ông triết gia mà nếu bà con mình có rảnh để đọc hay không, đó là ông Sơn Tôn Sàng. Ông Sơn Tôn Sàng ông nói rằng đời sống thì nó là một cái gì đó tẻ nhạt, vô vị và vô nghĩa. Tôi nói bạn một câu nói trong cái bộ phim rất là nổi tiếng của Mỹ, đó là phim Twilight. Trong cái phim nó chàng là một quỷ trăng lai thì chàng là một quỷ trọng loa mà yêu một người con gái rất là ngoan hiền hơn hay bình thường không có gì. Thì có một lần đó, trong cái giây phút mà nồng nàn nhất, thì chàng có hỏi nàng một câu mà tôi cho rằng rất là Phật pháp, vô cùng và vô cùng Phật pháp. Chàng hỏi tôi này: em à, nếu tụi mình đời đời bất tử không chết thì mình sẽ sống cho cái gì? Cả một đám đông ăn bao nhiêu tấn gạo, tôi hỏi câu tự nhiên chẳng bơ. Chứ cái câu đó của tôi rất là sốc. Tôi rất sốc khi mà tôi nghe chàng hỏi cái này thôi. Em à, nếu tụi mình đời đời bất tử không chết thì mình sẽ sống cho cái gì? Trong kinh nói, trong kinh nói cái này bị ghê. Chúng sanh hạ căn là suốt cuộc sống chỉ làm sao cầu cho bớt khổ thôi. Hạ chúng sanh trung căn là cầu cho cuộc sống được vui. Cái hạ chúng sanh là thượng căn, họ thấy cả khổ vui đều mong manh và vô vị. Cho đến bao giờ mà con thấy rằng sự có mặt của mình trên đời là không có cần thiết, thì lúc bà con mới khá được. Tôi nói sáng thế là con kinh vơ. Tất cả những gì mà quý vị nói là hạnh phúc, nó chỉ là giải pháp cái đau khổ thôi. Còn bây giờ quý vị nên thấy còn cái cũng khỏe mà không tâm. Chắc quý vị chưa thấm. Tất cả những cái gì mà quý vị nói là hạnh phúc, nó chỉ là giải pháp cái đau khổ thôi. Phải sống chánh niệm, thường xuyên chánh niệm mới hiểu ra câu pháp vô cùng trong sắc này. Nha, tôi nhắc lại lần nữa. Có nhiều khi tôi đang giảng mà con một chút tắt con đi vào núi liền. Tôi nhắc lại, tất cả hạnh phúc trên đời chỉ là giải pháp cho đau khổ thôi. Cứ mỗi lần mình giải quyết được một cái nỗi khổ niềm đau thì cái sự giải quyết đó mình đặt cho nó cái tên là hạnh phúc. Tại sao tôi nói rồi, quý vị phải nói bụng thì ăn thấy ngon, quý vị phải khát nước thì uống cái đã, các vị phải nhớ thương một người thì khi các vị gặp các vị mới vui. Tôi xin bảo đảm 1000% là nếu không có đau khổ thì không có hạnh phúc. Cái chuyện nó nghe rất là khó khăn, nhưng mà tôi dám bảo đảm không có cái hạnh phúc nào mà nó không là bề trái của đau khổ hết, không có.
Ví dụ như cái vị ngồi lâu mà mỏi là cái vị mệt. Lấy nén thì dương dài cũng mãi lắm. Cái biết trưa nay thì đúng ra mấy lời. Tôi thích dùng ngọ xong rồi tôi đi về riết chỗ kia là ngủ một cách. Mà quên. Tới lúc mà ra khỏi chùa thì đã trễ lắm rồi. Tôi về đến bên nhà mới là 1 giờ đúng. Tôi vô tôi tranh thủ tôi nằm một chút, tôi đang nằm thì nghe tôi bị bấm chuông cửa, tôi đi. Thì lúc tôi mới chợt nghĩ đến cái bài giảng sáng nay, nó đúng là tất cả hạnh phúc trên đời này nó đều là từ cái khổ. Nếu mà mình không có phải tranh thủ mà chạy qua chùa đó thì bây giờ mình nằm thẳng cẳng tới chiều nó đã biết bao nhiêu. Nhưng mà trước tiên mình phải đi. Và có một cái câu này, bà con nhà áo nó có còn chỗ trống, xong luôn con nhìn. Cái câu này tôi rất muốn thuê người tạc lên một cái tảng đá để trước chùa. Cái câu này từ đời mà con không có thấm mà cũng được trước chùa. Nghe câu này ai nghe tôi giảng thường chắc nhớ câu này. Tôi mong đời sau sinh ra 57 tuổi có một ông thầy giống như ông này đến nói tôi nghe câu này tôi bỏ tôi đi hết, bỏ đi chùa bỏ hết đi. Nghe này. Con sư tử mỗi sáng phải chạy để tìm thức ăn. Con nai mỗi sáng phải chạy để không bị đầm thức ăn cho sư tử. Hiểu? Tại sao câu này nó sâu? Là đời sống này tất cả chúng ta đều là những con nai và những con sư tử. Hoặc là có lúc làm nai và có lúc làm sư tử. Chúng ta cũng chạy miệt mài. Tôi nhắc lại cái sâu đó. Con sư tử sáng nào cũng chạy để đi tìm thức ăn. Và con nai thì sáng nào nó cũng chạy, cả đời con nai chạy vì nó không muốn làm thức ăn cho sư tử. Cuộc đời này nó một chục chạy, anh luôn luôn bị đẩy về phía trước. Nếu anh đứng lại anh sẽ bị lịch sử bị nghiền nát. Thế là anh phải nhắm mắt anh chạy, anh phải đi làm, anh phải đi làm để anh có tiền, anh giữ cái nhà của anh giữ cái xe, anh giữ chồng của anh giữ vợ của anh để nuôi đám con của anh giữ lại những danh những lợi, những quan hệ xã hội, những tình cảm, những thứ sở hữu vật chất. Anh luôn luôn là một, hoặc là con sư tử anh chạy đi kiếm ăn, hoặc anh là con nai anh phải chạy để anh không trở thành thức ăn của loài sư tử. Cái câu kia nó sâu ghê lắm. Và có một đêm đó hồi sáng, một sáng rồi chiều hôm qua tôi gặp cô chủ nhà cũng mấy phút rồi. Tôi hỏi cô sau nhà không chỉ một tượng Phật thì cô được để cô thờ. Cô nói cô đang đi tìm một cái tượng người ý, cái tượng mà cô nhìn cho cô thì cảm được cô mới thờ. Thì khi cô đi rồi thì có một mình mới chợt nhớ lại một câu chuyện nhỏ thôi mà tôi ở một mình mà tôi không có nín cười được. Cái lần cỡ mình nghĩ lúc còn mình nghĩ cô tự cỡ cái cổ ở cái ban nào đó, cô đi tới Cali một chữ quen của bên Atlanta, cái đi bên Cali. Cô đứng cái trong cái tiệm tạo đó, có chụp hình cái tượng thờ đó. Lúc tôi đang ngủ buổi trưa thì cô gọi đi con đang đứng ở cái tiệm tượng Phật, con quay phim như sư lượm con tượng nghe kịp. Cô đang đứng ở tiệm tượng mà con cái tượng nào cái tôi đang ngủ trưa tôi tượng là của thịt thì của thờ cái đâu phải của thờ tôi con ra tôi thờ đâu hỏi tôi. Thì cái đó chỉ cần có biết một lần thôi. Cái đó tôi đang ngủ được đứng mà thấy con tôi nói con tôi đang dòm dòm tôi thấy rồi cô lấy một tượng sứ đi. Có tại sao vậy? Cái tôi nói tượng đồng đó, thì nó lên đen, tượng đá thì quá nặng, mà tượng bằng gỗ thì tôi thấy cái tượng nó có đẹp, còn tượng bằng sứ thì tôi nghĩ cách nó nhẹ mà cái tượng tượng nó đẹp, tôi lấy tượng nó đi. Sau tôi ngủ tiếp thì tối hôm đó cổ kêu là tôi có lấy chọn cái tượng sứ. Tôi cũng thấy lạc đề tôi đang giảng cái quẹo của điện thoại nó không thấy tôi nhỉ. Cô đó chưa từng tới cái am mây của tôi lần này, cô hỏi tôi xin chụp hình cho con tượng Phật xin đang thờ đi. Cái tôi nói tôi hả, tôi không có thờ tượng Phật.
Ủa chị chủ chỗ sở thì có bàn thờ nó có phải sao cái gì tôi thờ cái hồng quẹt cái bật lửa bật kỳ cái bật lửa Việt Nam cái kia là hồng quẹt cái bây giờ áo nó còn trong trống luôn xong cái này luôn. Nếu các vị hỏi tôi nguyên cái tủ đại tạng, nội dung của tủ đại tạng là cái gì, tôi nói cái hộp quẹt, cái bật lửa. Nguyên cái tủ đại tạng á, nội dung của tủ đại tạng chỉ là cái bật lửa. Và các vị hỏi tôi là chính Đức Phật đã nhắc một cái gì gốc bồ đề, tôi nói cái bật lửa. Các vị hỏi tôi mấy chục năm hoằng pháp độ sinh thì Phật đã giải cái gì, tôi nói cái bật lửa. Và toàn bộ nội dung của Phật pháp của chư Phật ba đời mười phương, các vị Bồ Tát Thánh Hiền cũng chỉ là cái bậc lửa. Và nội dung của toàn bộ vũ trụ, vô lượng vũ trụ cũng chỉ nằm trong cái bậc lửa. Cho nên nếu mà không tìm được tượng Phật nào gửi thì các vị kiếm đại những cái hộp quẹt đem về để bàn thờ ra thờ. Đương nhiên là phải nghe tôi giải thích tại sao. Tôi biết chỗ này bà con không có ghi hình được, có ghi hình được cái này không? Cô giao cho cái cô đó đi, cô với cô về hư của đường đúng đó, nó hư bỏ hơi đường không biết ai đúng hư á. Không biết ai đúng hư, ủa nó phá hoài. Thì á là trước khi tôi giải thích cái đó, tôi phải nói cho mấy cô nghe một câu chuyện. Đó là bên Tàu có một nhà thơ lớn, đó là Lô Đông Phan. Ủa có một câu thơ tôi rất thích: trong cây đàn không có tiếng đàn. Có ai biết được bài thơ này không? Trong cây đàn không có tiếng đàn, trong ngón tay người nghệ sĩ không có tiếng đàn. Trong cây đàn không có tiếng đàn mà trong ngón tay không có tiếng đàn, vậy thì tiếng đàn nằm ở đâu? Trời đất ơi, trong cây đàn không có tiếng đàn mà trong ngón tay thì không có cây đàn, không có cũng không có tiếng đàn, như vậy tiếng đàn là không? Thì đó là kinh Phật, khi ngón tay cộng với dây đàn hùng đàn với tất cả điều kiện này thì lại nghe được tiếng đàn, đúng chưa? Và bây giờ tôi đã gấp cái bậc lửa. Tại sao cái bậc lửa được xem là nội dung Phật pháp? Toàn bộ thế giới này nó chỉ là cái sự cộng hưởng, cái sự tương tác giữa sáu căn và sáu trần thôi. Người không biết Phật pháp cho rằng thế giới này có núi non sông cả sông biển rồi con người phố xá đồng quê kinh rạch, nhưng mà theo Phật pháp nói lốt đáo thì toàn bộ thế giới này chỉ có sáu căn và sáu trần thôi. Sáu căn là mắt mũi, không, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đúng không? Đó là sáu căn. Còn sáu căn tức là những gì mà sáu căn nó biết được, đúng không? Mình có gặp có đúng vậy không? Tôi hỏi các vị nha, nguyên cái Berlin này nó có cái gì mà nằm ngoài sáu căn không? Cái có cái thứ, có thứ thì quý vị phải nhìn bằng mắt, có thứ thì quý vị phải nghe bằng lỗ tai, có cái thì biết bằng mũi, có cái thì biết được bằng lưỡi, có cái quý vị phải sờ chạm bằng xúc giác, có cái mình phải nghĩ về nó bằng ý thức, đúng không? Như vậy nếu phân tích như vậy thì cả cái hành tinh này có cái gì mà nằm ngoài sáu trần không? Như vậy thì tôi hỏi một lần nữa, mặt trời á, có gì bước ra sang nhìn mặt trời, mặt trời nó là trần nào trong sáu trần? Mặt trời là đối tượng của cái căn nào trong sáu trần? Để bóng gì nữa? Về thân, về mắt, về xúc giác, về mắt, về xúc. Đó không? Như vậy mặt trời nó xa như vậy mà nó vẫn còn nằm trong sáu trần, đúng không? Hả? Như vậy thì bây giờ hồi sáng tôi nói các vị nghe là tổng thống Trump bị bệnh Covid, như vậy tổng thống Trump có nằm trong sáu trần không? Trần thứ mấy? Trần thứ sáu. Thế mà mình không thấy được ổng, thì dân không thấy được ổng, mình không có sợ được ổng, nhưng mà mình có thể nghĩ về ổng, có gì hiểu chưa? Như vậy thì toàn bộ cái thế giới này không có cái gì nó nằm ngoài sáu trần hết. Là có cái mình dùng mắt, có cái mình dùng mũi, dùng lưỡi, dùng xúc giác, có cái mình dùng cái đầu của mình, nghe hiểu không? Rồi, nếu mà nói như vậy thì không có cái gì trong đời đất này mà nó nằm ngoài sáu trần, đúng không?
mà cái mà như thì sáu cần mình gọi là sáu thức sáu cần sáu cần sáu chưa rồi. Như vậy thì vô lượng vũ trụ nó không nằm, không có cái gì mà nó nằm ngoài ra sáu cần thức là đúng chưa. Và như vậy thì tôi hỏi các vị, ở đâu mà ra cái microphone mà tôi đang cầm đây, cái này đâu ra vậy? Cái này phải do người tạo ra không? Rồi cái ly nước thì cũng vậy, cái thủy tinh này nó làm là cát, cát là nấu ra làm thành thủy tinh, còn nước này thì các bạn biết nó qua bao nhiêu cái giai đoạn chế biến tinh lọc khử trùng rồi cuối cùng nó mới vô ly nước cho mình ngồi uống, đúng chưa? Như vậy thì nguyên thủy nếu không có con người trên trái đất này thì có ly nước này không, đúng không? Khi có mặt của con người cộng với bao nhiêu kiến thức khoa học cộng với những nhu cầu vật chất cộng các thứ lại nó ra ly nước này, đúng không ta? Tổng vô số điều kiện nó ra ly nước này, mà trong khi hồi nãy tôi nói rồi, nước thì trong thiên nhiên có sạch, đúng không? Rồi còn cát mà để làm ra thủy tinh này nó cũng tự thiên nhiên lấy ra, đúng không? Nhưng mà do cái đầu của con người mình cộng với kiến thức cộng với nhu cầu xã hội từ đó nó mới ra cái ly cho mình xài, đúng không? Rồi thì tôi nhắc lại, tiếng đàn nó không có trong cây đàn, tiếng đàn nó không có trong ngón tay người nghệ sĩ, nó không có trong thùng đàn, không có trong dây đàn, nó không có ở trong mấy cái trục đàn, mấy cái phím đàn, nó không có gì hết. Nhưng mà khi những trục, những phím, những dây, những thùng và những ngón tay của người nghệ sĩ cộng với kiến thức và cảm hứng của người nghệ sĩ cộng lại cả chục cái điều kiện này nó mới bèn ra âm thanh, xong chưa? Nhưng mà nói như vậy đủ chưa? Theo trong cái giáo lý đa thiên đạo của cháu còn một chuyện đậm trời nữa, các vị có lẽ nghe các vị rất là sốc, rất là sốc. Thì chân tâm chân tình mà nói thì thương thì lát về đây gieo duyên bà con. Chứ tôi giảng cái này tôi vừa tiếc vừa sợ, tiếc rồi chỗ là nói cho các ai hiểu không, nó khổ cái thân già của tôi, mà sợ chứ là sợ không ai hiểu. Cái chỗ này nó hơi khó nhận ra nè. Âm thanh, muốn tạo được âm thanh đó, thì nó phải cần đến vô số điều kiện như tôi vừa nói, đúng không? Dây đàn, trục đàn, chưa hết cái khoản chuyện nữa. Được gọi là âm thanh là bởi nhờ còn hai điều kiện sau đây: điều kiện căn và điều kiện cảnh. Điều kiện cảnh cái này có nghĩa là phải có vô số điều kiện, nãy tôi nói là phải có cảm hứng của ông nhạc sĩ, phải có kiến thức, chứ là phải như tôi cũng hứng đó, mà tôi đâu có biết chơi đàn, cho nên phải có kiến thức, phải có cảm hứng, phải có cái cây đàn không lành, mà cái cây đàn không lành nó gồm có dây, có trục, có phím, có thùng, đúng chưa? Cộng hết cái đó lại nó mới ra được âm thanh là tiếng đàn. Nhưng mà đủ chưa? Chưa còn chuyện nữa, có đứa nào nghe hay không? Nếu không có đứa nào nghe thì không có tiếng đàn. Đây ta hiểu không ta? Đây là cái chuyện rất là abstract, vô cùng trừu tượng. Ở đây bà tôi không hiểu được. Cái âm thanh nó được gọi là tiếng đàn là bởi vì có đứa nó nghe. Được gọi là mùi thơm là cái gì? Có đứa nó ngửi, chứ không ai, không có ai mà ngửi cái mùi đó thì cái đó không được gọi là mùi, để tôi biết không? Còn chuyện đất trời nữa, các vị có biết rằng cả mỗi đêm các vị nhìn lên trời, các vị thấy ánh sáng của những ngôi sao, các vị biết cái ánh sáng đó là nó phải mất nhiều triệu năm nó mới đến được cái đất mình này, các vị biết không? Sao người ở đất vậy? Tức là cảnh sát mặt trời nó dội lên đó, và từ đó phải đi một quãng đường rất là xa để xuống cái này để mình nhìn thấy cảnh sát đó. Khiếp như vậy. Cho nên những cái gì mình nói là hình ảnh nó đẹp, thật ra cái đẹp đó nó không phải một thực tại, nó không phải là một thực thể có thật, mà nó là do có kẻ có một con mắt nhìn cái đó được gọi là hình ảnh, được gọi là màu sắc. Còn cái chuyện mà cái đó nó đẹp hay không đẹp thì nó lại tùy thuộc vào cái vốn liếng tâm thức nền tảng văn hóa của mỗi người. Đối với người nào nó phải sặc sỡ cái đẹp, nhưng mà đối với người dân thì nó phải cái nào nó phải nhu nhã đơn giản là cái đẹp. Bắt một cái bà đồng Tây Đức mà bỏ mặc cái xà rong của cái tuổi mà bắt hàng đó, tôi nghĩ bà đồng bà nội thấy cái xà rong bắt hàng không?
Nhưng mà ngược lại đó, thì bắt một cái người con gái mà Ấn Độ mà ăn mặc mà hở hang như là một cái cô gái con người thì tôi nghĩ là họ chịu một không nổi nha. Như vậy thì cái đẹp xấu ở đời này nó được đánh giá dựa trên cái gọi là nền tảng nhận thức của mỗi cá nhân, và nền tảng ấy lại được thiết lập trên vô số những nền tảng về văn hóa, về dân tộc tính, về thẩm mỹ của mỗi người. Như vậy thì những cái gọi là đẹp xấu trên đời này vốn dĩ nó có một giá trị rất là tương đối. Thế kệ không? Thì mình có cái trống, mình có nhu cầu ở nhà mình mới có cái trống. Nhưng nếu đây là một cái quán cà phê thì tôi e rằng không có lý do để chúng ta có cái cặp chuông trống này, phải không ta? Do đây là cái chùa cho nên mới có lý do có một chuông trống. Và tại sao phải có? Bởi vì lễ ở chùa cần đến tiếng chuông và tiếng trống. Do có nhu cầu chuông trống nên mới có chuông trống. Do có chuông trống nên mới có người đánh chuông trống. Do có người đánh chuông trống nên chúng ta mới nghe tiếng chuông trống. Vậy là một vòng tròn nha. Do cần có tiếng chuông trống nên mới có chuông trống. Do có chuông trống mới có người đánh chuông trống. Mà do có tiếng người đánh thì mới có tiếng chuông trống. Và nó cứ dần dần do có nhu cầu mới có chuông trống. Và chuông trống mới có người đánh. Do có người đánh mới có âm thanh. Mà do có âm thanh nó cứ dần dần. Hiểu không? Đó. Như vậy tôi trở lại lý do tại sao chúng ta phải thờ cái bậc lửa. Vì cái bậc lửa nó dạy cho mình hai cái triết lý đạo đức, hai cái triết lý minh triết vô cùng sâu sắc. Vô cùng sâu sắc. Mà tôi nói các vị đừng có buồn. Tôi chỉ mong tại sao sao thì tôi rất là giận. Ví dụ đi live này có việc tôi muốn gỡ xa cái người đây cái mặt tôi bơ người nó phải hiểu được. Tại sao thờ bậc lửa hơn là thờ thần Phật? Bởi vì Phật á, tôi nghĩ rằng nên để tưởng tượng về Ngài hay hơn là thông qua một hình vẽ, hình tượng tưởng tượng của nó. Nhìn thấy gì tôi thương quá. Ở đây có ai đọc cái quyển mà Hoàng tử bé bên The Prince của Saint-Exupéry của Pháp? Ai có ai đọc đó? Có. Cả ngàn người ngồi đây mà có như chỉ có một người đọc mà bà nó nói không tin cái mặt ghê mà tôi đọc cũng nói rồi. Cái quyển đó nó có một cái câu chuyện rất là hay, quyển có một chuyện rất là hay cái này là cậu bé này nhờ ông kia vẽ cho cậu một cái hình con voi. Nghe nó kỹ nha, thằng cậu đang nói chuyện với một đám người không biết chữ gì. Cậu bé này nhờ một cái người lớn vẽ cho cậu cái hình một con voi. Tiếc quá không có bạn. Thì thật vậy nè. Thì cái người mà được cậu bé đó đề nghị vẽ hình con voi đó, cậu suy nghĩ một hồi ông vẽ cái nông. Cái nông nỉ, bà con biết nông nỉ không? Đứa bé đó nè. Cậu vẽ giùm cho tôi hình một con voi. Thì cái cậu thanh niên nó mới vẽ cho cậu bé nó hình cái nó nỉ. Nó nỉ, nó nỉ nha, nó nỉ. Từ khi tôi nói nó nỉ thì nhớ nhé chứ. Rồi. Nó nỉ là sao ta? Tức là nó có cái đầm về cái nó lên trên cái chữ nó thụt một chút đúng không? Rồi nó nhô lên là nó nỉ, kéo cho nó kỹ lại. Cái đầm đó. Thì cậu bé nó hỏi, cái này đâu phải hình con voi. Tiếc quá miệng thấy cái hình đó. Nhưng mà hình hiểu không? Cái nó đi. Cái này phải hình con voi. Thì cái ông mà vẽ nó thế này. Nếu ta vẽ cho con hình của con voi thì cái con voi mà qua cái hình vẽ đó nó dễ dừng lại ở đó, nó không có đi xa hơn. Tôi hiểu không? Nhưng mà chính vì ta vẽ cho con cái nó đi và ta nói rằng đây là con voi thì cái hình ảnh con voi thông qua cái tưởng tượng của con nó sẽ phong phú hơn nhiều. Bây giờ hiểu chưa? Hiểu không? Tội nghiệp quá. Tôi nói cho các vị nghe, tôi giả định tôi thương một người con gái. Mà nếu cô đó gửi cho tôi cái hình của cổ mà chụp rõ ràng á, thì mỗi lần tôi nhớ cổ tôi nhìn trong cái hình đó là tất cả bóng hình của cổ nó chỉ dừng lại con chim đó thôi. Đúng không? Nhưng mà cái độc đáo là chỗ này, cổ từ chối của nó không. Không nên giữ hình nhau làm cái gì? Giữ cái khăn đi. Hiểu không? Thấy cái khăn nó không có bằng cái hình, nhưng mà mỗi lần tôi nhớ, mỗi lần tôi cầm cái khăn, cái mức tưởng tượng tôi nó nhiều hơn đó.
Tôi mình còn nhớ gì là ông thầy chùa đi qua đò không? Nhớ gì đó. Lần đầu tiên ông đi qua đò, ông nhìn có chăm chăm thì lúc cũ lên lên bờ của đò đó cả tiền rất đông. Thì cổ ổng nói tôi đi qua đò nhưng mỗi người tôi sẽ đò tôi rất đông. Ông nói người ta đi đò cái ông thầy vừa đi mình lại vừa nhìn em nữa. Thì tại nó trả luôn cái tiền ngắm gái nữa. Thì ông thầy nói ok vậy là trả đồng như cả hai đồng coi như tiền phạt. Lần sau ổng đi qua đò thì ổng trách nhiệm tỉnh dậy không có nhìn cô nữa, ổng ngó gầm gầm với lường đò ổng có nhìn cô nữa. Thì lên đò cổ đò ba đồng bữa hợp phạt tức tôi mỗi người trả một đồng mà kỳ rồi thì cô ổng nhìn cổ trên cổ phạt đồng nó là hai, nhưng mà lần này ổng không nhìn cổ của phạt hết ba đồng được khỏi lần này cũng không có nhìn cô cũng đúng. Thầy không nhìn con mà cái thứ không nhìn thì tưởng tượng còn dữ dội hơn. Kỳ rồi thầy nhìn con là thầy chỉ nhìn có cái mặt con thôi. Còn kỳ này thầy không nhìn nó thì thầy tưởng tượng tụt đúng là la tự nhiên xuống thứ. Nãy giờ con nghe nhột tụt lưng với chạy cầm. Thầy có phạt thêm một đồng nữa. Chạy ra là ba đồng. Đúng. Ông thầy cũng rất là chân thành cũng tu mà. Mất ba đồng trả. Lần sau ông cũng xuống con đò đó. Ông nhìn lại cái mặt khổ ông cười. Có khỏe không? Rõ biết rõ rồi. Qua bên kia xong thì cổ nâng bữa nay diễn viết. Thì cái ông thầy hỏi tại sao diễn viết thì ông cổ nói thế này. Thầy là nhà chùa thầy không có tiền, cho nên cái chuyện mình trở dùng nhà chùa cái chuyện đó có gì lạ. Xem chưa? Rồi đó là lý do. Rồi ông thầy nói nhưng mà bữa nay tôi có nhìn cô mà thấy không. Lần này á là trong lòng thầy á là thầy đã không ưa con nhỏ chăn chua này rồi. Cho nên thầy nhìn con mà nhìn bằng mắt mà trong lòng lòng của thầy là con một cái con quỷ cái chứ mà là thầy không có còn thưởng thức con nữa hiểu không? Mà nếu mà khi mà thầy nhìn mà trong lòng thầy không còn có con nhỏ chèo rò dễ thương nữa như vậy con lấy lý do gì con phải trả tiền cho một cái người không thưởng thức mình hiểu chưa? Cho nên cái quan trọng nhất ở đây cái gọi là hình ảnh âm thanh mà nó được nói theo trong A Di Đà đó mình muốn đánh giá nó hay dở là nó phải qua một lớp sàng lọc rất là nhiều diêu khê phức tạp để biết không một người dốt nát không thể nghe được giao hưởng công sẹt cô có biết cái gì đó không? Một người mà dốt nát về hội họa không thể nào thưởng thức trong cái Picasso nhìn vô đó rất là kỳ cái trật tự cái mắt tay mũi lưỡi nó tầm tùm lum hết màu sắc không hợp lý trật tự không coi là hợp lý. Nhưng mà một cái ông mà có kiến thức về hội họa đấy để thưởng thức trên Picasso với tất cả cái sự đam mê là nó sẵn sàng bỏ cả mặt triệu ra tậu về đúng không? Đấy, ở đây cũng vậy. Cái việc đánh giá một cái vẻ đẹp, một cái hình ảnh, một cái âm thanh, một cái mùi vị, một cái kiến trúc nhẹ, một cái cấu trúc lớn bé nào trong đời sống thường nhật nó đòi hỏi có việc phải có một phải dựa vào một lô những cái nền tảng về kiến thức, về thẩm mỹ, về cảm xúc cá nhân, chưa kể là nền tảng sinh trưởng môi trường sinh trưởng rất là lớn. Các vị đang học nhiều cách mấy nhưng mà nếu các vị xuất thân từ một gia đình mà học thức, mình học thức mà lại xuất thân từ một gia đình học thức thì mình sẽ có một cái trình độ gọi là thẩm âm, nhà trước âm thanh nó khác, trước tiếng nhạc nó khác. Còn mình trí thức nhưng mà xuất thân từ một gia đình đại học thì cái trình độ âm thẩm âm mình nó khác. Cái nền tảng quan trọng là vì sao? Là vì xuất thân của tôi như là tôi thất học, tôi gia đình tôi nó học nhiều rồi ba má mới dành dụm thì mới cho tôi đi học xa, sau đó tôi cũng biết về nhà. Nhưng mà do mà nhỏ tôi ở quê tôi thích cải lương tài tử, cho nên bây giờ giàu tôi có làm thành văn xe đi nữa nhưng mà tôi vẫn mê, vẫn có một cái góc nhỏ tôi mê cái cải lương tài tử hiểu đó. Và thầy Trần Văn Khe thầy nói về lễ nhạc Phật giáo rất là hay vì xuất thân của thầy là Phật tử, thầy rất có cảm tình, thầy rất có cảm tình với Phật pháp. Nên trong khi đó có biết bao nhiêu người, ngay cả Trần Quang Hải con không thì mang biết cũng tiến sĩ về âm nhạc nhưng mà bạn nói rằng cái cảm tình vừa và cái hiểu biết của ông giáo sư Trần Quang Hải về cái lễ nhạc Phật giáo không có sâu sắc mà ông cụ Trần Quang Khe là vì sao? Vì cái background, cái nền tảng, cái góc gác của cái xuất thân của hai người không giống nhau mà nó xuất thân mới nhớ một chuyện là cái ông triệu phú ông có thằng con trai nó xài tiền hoang lắm phí đó. Còn ông thì ông xuất thân nhà nghèo khi ông có tiền ông xài ra là tiền tặng mỗi lần ông vô con vô ghé vô cái quán ăn á ông kêu cái món cũng rẻ rẻ mà khi ông đi ông chỉ để là cái tiền gì đó mỹ cái tiền tiếp mà nên nó kêu tiền boa trinh thế hả?
chiên keo nữa, tiền của tiền nước á, để số tiền nhỏ nhỏ thôi, mà con có thể một lần là 50 euro. Thì cái thằng bồi đó như bữa đó, nó nhìn nó được, nó mới nói thiệt, ổng đi để lại cho nó có 2 euro thôi. Ổng có mới nói con trai của bác hào phóng mỗi lần tới đây cho cái 50, cảm nói thế này, tại vì ba của nó giàu hơn ba tôi. Hiểu. Đây sao mai được gì nữa? Ổng là triệu phú, một cái sức thắc ổng này nghèo mà con cũng bị. Cho nên nói là ổng giải thích chồng bồi ra xong không, là ổng cái gì ba của nó đó, giàu hơn mà ông nội của nó. Đây đây, đã đây như vậy. Các bạn xin quay lại thật quẹt. Vạn pháp trên đời này vốn dĩ A được gọi là A, B được gọi là B, là bởi vì nó phải nhờ vào vô số những cái điều kiện khác, được gọi là một âm thanh. Muốn có được âm thanh thế này để quý vị nghe được là phải điện, cần phải vô số điều kiện, nó phải nhờ đến cái ngón tay của con, hai ngón con nó chạm vào nhau đủ chưa, chủ rồi ngón tay tôi không cao tôi mới bút được, đúng không ta? Chưa hết, các vị phải không biết các vị mới nghe được. Chưa hết, cái microphone này nó không bị hư, chứ nếu mà nó có bị hư thì nó không có chuyển âm thanh đến tai không bị được. Như vậy thì hai ngón tay tôi phải ok, cái microphone này phải ok, lỗ tai các vị phải ok, tổng cộng nguyên một đống ok thì nó mới thành ra các vị mới nghe được cái tiếng ngón tay của tôi, tôi nghe kẹp không lớn như vậy. Cho nên trong cây đàn không có tiếng nhạc, trong cây đàn không có tiếng đàn, trong ngón tay nhiều nghệ sĩ không có tiếng đàn, nhưng những thứ này cộng lại đèn ra tiếng đàn. Trong cái hộp quẹt nó gồm có nhiều cái phụ kiện, nhiều linh kiện chi tiết khác nhau. Cái bánh xe không có lửa trong đó, cái hòn đá lửa cũng không có lửa trong đó, cái bùi nhùi chứa xăng cũng không có lửa sẵn trong đó, chỉ có ra bỏ đứa quần nữa. Cái vỏ bọc lẹt, cái vỏ bọc lửa cũng không có lửa. Như vậy thì cái bánh xe không có lửa, cái hòn đá cũng không có lửa, cái bùi nhùi tẩm xăng cũng không có lửa. Nếu đó là cái bọc lửa bằng ga thì cái bình ga lúc đó cũng không có lửa nha, không có lửa. Cái vỏ của nó, cái vỏ bên ngoài nó cũng không có lửa. Tất cả những thứ không có lửa này nó cộng lại với nhau cũng tiếp tục không có lửa. Cho nên ta mới nhét vào túi áo túi quần được, đúng không? Nhưng khi ta cần thì những thứ này nó tương tác với nhau, nó đèn tạo ra lửa, đúng không ta? Thế giới này cũng vậy, nếu không có những điều kiện hỗ trợ tương tác lẫn nhau thì không có nhà cửa phố xá, cũng không có con người, có đúng không? Hiểu. Ví dụ như thằng bé nó hỏi bố hình bố năm nay con mấy tuổi, nói 5 tuổi. Mà trước khi mà con năm trước đây 5 năm con ở đâu thì bố nói ở công viên. Cái hiểu thì nó nói tại sao, tại sao lúc con ở công viên thì nó bởi vì ba má xong gặp nhau công viên sao nó mới có đặt con. Bây giờ hiểu chưa? Thì cái công viên đó có chứa đứa bé không, và trong cái người nữ lúc đó có đứa bé không, trong cái cậu con trai đó có đứa bé không, cộng những cái đó lại đèn ra đứa bé. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên nó hỏi là con mấy tuổi, nó 5 tuổi, nó hỏi gì trước 5 năm, trước đó 5 năm, trước năm, trước cái 5 năm nó bắt đầu nó không viên. Cái câu chuyện nó nghe rất là kỳ nhưng mà nó rất là sâu, nó sâu ở cái chỗ nào thì ra vạn pháp nó cần đến vô số điều kiện. Nên nhớ cái này, trên đời này không có gì mà không cần đến những điều kiện để có mặt, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, trên đời này không có gì có thể tồn tại độc lập. Có hiểu cái tồn tại độc lập không? Có nghĩa là trong một chiếc xe không có đóng phụ tùng, và trong đóng phụ tùng không có chiếc xe. Có nghĩa là những nó ráp lại nó mới ra một chiếc xe. Nếu bây giờ mà tháo ra từng phần, tháo khớp từng phần của một cơ thể, chúng ta không có một hoa hậu, chúng ta không có một lực sĩ, hiểu không? Nhưng mà nhờ những thứ này mới cộng hưởng lại. Các vị còn nhớ, những ai học sinh học đó, các còn nhớ nguyên tắc này, cơ thể con người mình nó phần lớn là nước, đúng không? Đó là nó tổng quát, còn nếu nó chi tiết, cơ thể con người mình nó gồm 4 chữ, cộng lại ra là chữ chôn, đúng không? Chôn đây tức là carbonic, là chữ C, chữ H là hydrogen,
chữ O là oxygen và chữ N là nitrogen, đúng không? Như vậy cộng lại CHON có phải là nitro không? Bốn chữ này nó cộng lại ra cơ thể con người nha. Tức là nếu tách rời bốn chữ này ra thì không có con người. Chúng ta biết rằng khi chúng ta chỉ mất có nửa tiếng đồng hồ thôi thì một cái cơ thể mà khả ái dễ thương nhất cũng không có ai dám chạm vô, đúng không? Các vị chỉ mất thở có nửa tiếng đồng hồ thôi thì đừng có nói chạm, kêu ở chung phòng với cái xác đó đưa nghĩ nhiều người cũng ngại, có không ta? Phòng ăn là sáng đó, bây giờ đóng cửa là hết, mình để cho cái bạn nó nằm tầm là ngát xanh lè đó. Rồi cái nhờ cái của mình thì ở coi lát thầy đi công chuyện gì về thì mới liền sao. Mà không, giữa ban ngày nè, chỉ có đóng cửa là cô với bạn. Mà trưa là hai người ăn chung mâm rồi cười hỏi chị em rồi luôn hết. Thí Kiều là chị em là Thí Vân rồi luôn. Bây giờ chiều tự nhiên mà nửa tiếng sau các bà đi đâu xong rồi cái nói thôi cô ở đây với khổ chút xíu thầy về thì tỉnh. Đừng có mở cửa lên bà con sợ đó, họ thấy nằm họ sợ thôi cô cũng chị em thôi ngồi cứ chơi đổ chút. Bây giờ mất 1 giờ khoảng 5 giờ thì về rồi. Thì cô nghĩ cô ngồi từ đây tới 5 giờ với bà nằm lạnh ngắt cho nó cũng thấy nó kỳ cục như lúc. Ở lúc mình thấy cuộc đời nó bạc bẽo rất là bạc. Mới hồi sáng này hẹn nhau với ba thị sĩ chơi nên mà chỉ cần phải nằm lạch ngang nửa tiếng đồng hồ mà bác sĩ xác nhận là bạn đã đi rồi đó, Thúy đã đi rồi đó, là coi như là cho nên nó bạc lắm. Và trong kinh có một cái câu nói như thế này về thân xác, giặt áo rồi còn trống xong tiếp luôn. Rồi mình có cái câu này cũng tức quá, nghe kỹ nè. Tấm thân này là hình hài vật chất, nghe như kỹ, tôi thích nên đây mình học đạo, đắc là chưa đắc là cái trí huệ phát sinh. Có mấy người nhìn tôi thấy đang ngồi chánh chữa nhìn lớp thì nhắm hết là biết rồi, mà chưa đem tôi gói theo mà anh em cũng chịu đem. Thì đó là nghe kỹ nè, tấm thân này là hình hài vật chất, xem ra nó không có liên can gì đến cái gọi là tinh thần hay tâm linh, đúng. Xem ra tấm thân này chỉ là hình hài vật chất, xem ra nó không có liên quan gì tới cái vấn đề tinh thần tâm linh, nhưng chỉ cần cái tấm thân này nó vô tri bất động thì nó trở thành ra một cái của nợ mà ai cũng sợ cũng ngán, hiểu không? Cái tinh thần, cái linh hồn mà nó là vô hình đúng không ta? Nhưng mà thả nó còn nhúc nhích thì nó lại khác. Còn bây giờ chỉ cần mất cái vô hình nó một cái thì cái cục này nó là cho không tôi cũng không lấy. Mà chẳng những cho không mà coi như thuê đem về vị sĩ và nhát đi cũng không đáng. Có một chuyện có thật, đó là mẹ tôi nửa đời sau mẹ sống ở chùa, mẹ tôi tức là vợ của ông già tôi. Thì có một đêm đó khoảng 1 giờ sáng, mẹ tôi nghe tiếng gọi cổng, mẹ mới mở đèn ra mẹ hỏi ai, thì có một tiếng trả lời rất là quen lắm, phật tử đi chùa. Nói, cô Tư ơi, vợ chồng con xin ghé vô nghỉ chút xíu rồi sáng tụi con đi. Mà phật tử rất là thân lắm, thân vô cùng thân, thân tới mấy thế hệ, tức là mẹ tôi biết má ba của cặp vợ chồng đó, rồi biết họ luôn, biết cả nhà họ. Thì đương nhiên thì bà cụ mới mở cửa cho hai vợ chồng vào. Rồi hai vợ chồng đi vô thì trên tay còn một đứa bé. Rồi hai chồng vô thì mẹ tôi hỏi có cần tôi thôi để đưa vô đâu có phòng thì nó không ly nước tụi con ngồi đi, bây giờ 1 giờ tụi con 4 giờ tụi con đi rồi, chỉ 3 tiếng một thôi. Thì mẹ tôi nói thì cũng phải có chỗ để cho em nó nằm, em nó tức là em nó nằm chứ bồng rồi em giải được cô để nó có bồng được cái gì đâu cô. Thì sau thì mẹ tôi cũng lăn xăng đi cái lọc nước xong
rồi sau mẹ quay lại mình nói, ủa sao không để em nó nằm xuống, dạ 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 được 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 con. Cái mẹ có kinh nghiệm luôn, cái con mẹ nó thì không có để nó xuống giường thì cũng phải, cho nên là sao mà lấy rồi trầm mặt nó vậy, tức là trầm từ ở trên trầm xuống, hiểu đây cái mồng con mình bầu nhưng mà cái phải để cho nó thở chứ còn đằng này phủ luôn, hiểu gì chưa? Thì lúc đó họ mới nói thiệt là nó đưa cô em mất một tối mà tại tụi con không có dám lên về nhà đó, tại vì cũng dĩ đo cái chỗ mà duy nhất ghé là chỉ có chùa không, tại vì chùa cũng ma nhiều thì thêm nữa cũng sao. Thì mà mẹ tôi kể đó là khi mà biết đó là cái xác rồi là cái tình hình của căn phòng nó có khác gì, mặc dù cái đứa đó này tầm tầm đã khoảng chừng 5 ký đấy. À, mẹ nói chắc là khoảng chừng 5-6 ký gì đó, phải cần phải 5-6 ký luôn, tôi cũng chưa phòng chưa biết bản đó luôn. Cái đứa này còn hú có bao nhiêu ký? Dạ, mình hỏi cái kiếm nó 6 tháng. Phải được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi cũng chưa có đứa nào phải không? Mình hỏi bạn cái kiếm nó khoảng 6 tháng. Còn giống như hỏi siêu mua để nhiêu mình lẻ vậy. Thì có nghĩa là mẹ tôi nói nó còn tầm khoảng chừng 5-6 ký gì đó. Đúng không đấy. Nhưng mà mẹ nó ngộ lắm, khi mà biết nó là cái xác rồi đó là cái không khí trong phòng nó khác liền. Tôi không kể chuyện ma mà con sợ mà tôi muốn vấp đành phanh phui ra một cái sự thật phũ phàng cho bà con nhớ. Thì ra mình tưởng cái tâm thức, cái tinh thần nó vô tri là nó không ảnh hưởng gì, ảnh hưởng lắm. Cái xác nó hồi nó còn sống, mình yêu chiều nó biết bao nhiêu không? Cái thứ mà nó quên thở thì nữa thì là mình thấy tinh thần nó xuống liền vậy đó, xuống liền vậy đó. Mà tôi không cần cái cục này đâu, tôi chỉ cần cái chiếu mà bảo nằm mà là tôi đã ngại cái chiếu đó rồi, có ngại không? Tức là thầy chủ trì đến nhờ mình giặt về cái chiếu cái mà cái cô này qua tới đây cũng nằm mình cũng đi rồi thôi, giờ nhờ cái chứ em đã giặt giùm à, mà tôi nói thiệt với ai giặt là không có tôi rồi đó, nó kỳ cái tay lắm, mà nó kỳ kỳ sao vậy đó, mình sợ mình đang dò cái mà đứng lên mới nói chưa giờ giặt gì. À, mới nằm chút xíu mà làm gì dữ vậy cô rồi đó này. Mà hồi sống thì thôi chị em thầy trò mà nó còn có tắt thở một khác rồi mà thấy chưa, cho nên tại sao mình phải thở cái bật lửa, thì ra đời sống này nó toàn là mấy cái của mượn không mà, hiểu không? Có nghĩa là các vị biết nguyên cái cơ thể các vị nặng ít nặng như do tối đa nguyên nào thì chắc nặng tối đa và tâm ký là bị sáu chục ký, sáu chục ký nguyên một cái thân này 60 ký, nhưng mà chỉ cần cái con mắt các vị mà nó bị dị tật cái mấy chục ký hôm nay cũng rước đúng không? Đó. Mắt bù câu con đậu con bay rồi tôi nhớ là mình không có uống rồi đấy, mà nó có nhiều rồi, có nhiều khi đó là cũng cái cơ thể mà nhiều khi đó mình chỉ cần cái quất một rồi ở đây là cái chúng thằng nó bu đa bám như người đĩa với người thương nó rồi Elizabeth Taylor nè, rồi Việt Nam tôi lúc thấy đang khởi thì cô bé nó kỳ nhỏ nhỏ đó có từng đi gạch sọc, tức là tự nhiên mình quen cô bé nó phiền có răng khởi nó nên chết, mà cái răng đó là cặp ở nước ngoài nó chê đứng chê ngồi chó chê mèo mửa mà trong nước lúc nó mê cái răng khởi. Cho nên người ta nói bị xe cát nó lạ, mình cái bị thịt nó đè là cái gì yêu một cái tửa lúc rồi về rồi lấy nhà nước ra gì đó rồi chết với nó luôn, nên người đó hiện tượng bị thịt đè mà thấp đây có 2 gram thôi, vì một hàm răng một nụ cười một nốt ruồi mà cái tổng mấy chục ký đô không ra gì về, cho nên thế giới này là cùng các vật lửa, có nghĩa là mình thích cái gì đó, mình ghét cái gì đó, mình đam mê cái gì đó, mình thần tượng, mình theo đuổi cái gì đó, mình mê mà cái gì đó, tất cả nó chỉ là dựa vào một cái vài yếu tố rất là phù phiếm, rất là phù phiếm này. Cho nên trong luật mới nói thì theo mà khi may xong lá y thì nên làm tịnh tác, tịnh tác có nghĩa là làm cho nó sạch hóa, làm cho nó sạch tịnh hóa, tịnh tác. Nói theo từ Pali là cấp giác, có nghĩa là mai cái y xong rồi thì nên nghe những cái góc này mình nên chặn thêm vài lần chỉ nên cho nó xấu, để cho cái lòng tham của mình đối với lại y nó giảm đi, hiểu không?
Còn làm cái cốc thì nên cũng cố ý chừa một cốc cho nó dở dang để cho trong lòng mình cái cốc nó vẫn làm cái gì đó không được hoàn chỉnh, hiểu không? Thì đó gọi là tỉnh tại. Nói ra đây thì nhớ một chuyện bên Hồi giáo đó. Cái anh có cái nghề dịch thảo rất là khéo lắm. Thì anh dịch xong thì một người bạn đó nói: trong đời của tôi đây là tấm thảm hoàn hảo nhất mà tôi gặp. Thì anh nghe như vậy xong anh rút cái kéo cắt một góc thảm đi. Thì các bạn nói: trời, cái gì cha, tôi khen thiệt tình mà tại sao ông thảm như kia? Ông nói mình là thờ Chúa Ala, trên đời chỉ có Ala là hoàn hảo thôi, mà tôi dạy cho nó thảm mà ông nói nó là hoàn hảo và làm chịu phạm được, tôi phải làm một góc để cho nó phải thua Ala một phần. Như vậy thế giới này tất cả nó chỉ là một ở mức độ tương đối thôi, do có A, B, C, F mà nó có N này, không có gì mà tự nó tồn tại độc lập. Voltaire của Pháp không nói cái này đẹp là gì, đẹp là con cốc đực trong mắt con cốc cái. Trong kinh Phật kể có một vua thời của Phật, ông đặc biệt thích những người nữ Phật Pháp, ông không thích những cái cô mà đơn giải mà cân đối cao ráo, ông không thích. Ông thích cái cô mà người nhìn vô rồi thấy thịt kho trứng á, là cái thích nè, mà coi như là nó lạ đi, và cái biết thẩm mỹ của người Tàu ấy, thẩm mỹ của người Tàu á là mỗi một cái triều đại nó thay đổi nhau. Ví dụ trong sử sách ghi thế này là cái thẩm mỹ của người Trung Quốc mà vào đời nhà Đường ấy, thì phải là đàn bà Phật Pháp. À, nó lạ như vậy. Và cái đẹp của cái thẩm mỹ của La Mã cũng phải là đàn bà Phật Pháp, đúng không? Nhưng mà lạ một chỗ là Hy Lạp thì đàn bà ngực phải nhỏ. Ở đây là những học sinh nói là tôi mới về một việc rất nghiêm túc nha, chứ tôi có nghiên cứu kỹ điều đó lần nào. Vì các vị thấy hôm nay mình thích cái này kia, cái này to cái này nhỏ, nhưng mà đặc biệt là trong cái thẩm mỹ của người Hy Lạp nó có điểm khác với người Roma khác với người Do Thái, khác với người Ý, người Nhật. Thì người Tàu vào cái thời nhà Đường thích Phật Pháp, và do đó Dương Quý Phi được người ta mô tả là người đàn bà Phật Pháp, chứ không phải như hôm nay mình về sang si là hiện tại Trung Quốc mình tới cái chỗ mà xuống nước nóng nước ôn tuyền mình thấy cái tượng Dương Quý Phi, là mình tưởng là này theo sử viên là nàng là người đàn bà Phật Pháp, mà vua Đường Minh Hoàng bị mê nàng, và khi mà gọi nàng là mỹ nhân thì phụ nữ trong dân gian cũng đi theo cái quan điểm thẩm mỹ đó, đứa nào có pháp là người đẹp. Với một tạo nó ăn thịt mỡ nó ngán rồi, cho nên tới cái đời nhà Đường mà nó sụn bà chè, cái đời là tóc nó lên thì nó ngán thịt mỡ, rồi nó chuyển qua là đập sườn là có nghĩa là nó phải khô chút này. Cho nên cái thẩm mỹ của người Tàu mà đời nhà Tống thì từ cái phong pháp của đời Đường thì nó chuyển qua là phải em gầy như liễu trong thơ cổ, anh bỏ Trường Thi lúc tỉnh Đường là đàn bà, mà cái thời nhà Tống là phải xanh là xanh lá mà suy dinh dưỡng, mà nó đi mà gió thổi mà nó đứng trước cành liễu, mà cái đứa nào là liễu đứa nào là nó đó là cái nhiễm trùng. Rồi mình thấy từ mẫu hôm nay Brazil có một lúc có những cái cô supermodel cổ chết trên sàn trên cái catwalk là có bị cứ bị suy dinh dưỡng. Có lúc tôi thấy tôi ốm, tôi nhìn cổ mà tôi thấy tôi mặt luôn. Thì đó là do cái thẩm mỹ của mỗi một quốc gia, mỗi một cái thời đại. Và ở đây ai cái nghiên cứu về cái phát sinh mỗi thời còn thời trang, các bạn thấy như LV, Gucci, Chanel mỗi năm như là thời trang mùa thu của Gucci vào năm 2019, nó chuộng cái tông nào gì mà nó chuộng cái mẫu người gì, rồi đến cái tuổi LV hoặc là tuổi Chanel vào năm 2018 thì nó chuộng tùy vào cái mùa thu, thời trang thu đông của mỗi thương hiệu và của mỗi năm nó khác nhau. Đấy. Thì tôi nhắc lại lần nữa tại sao tôi muốn thở cái bật lửa. Thì ra cái ngon, cái thơm, cái đẹp, cái hoành tráng, cái tráng lệ, cái nguy nga, tất cả đều là những concept, những idea, những ý niệm rất là tạm bợ. Nó được những cái ý niệm đó, những ý tưởng đó, những khái niệm đó, nó được xây dựng dựa trên vô số những cái nền tảng rất là tạm bợ, hiểu không? Rất là tạm bợ. Cũng cái cô Phật tử đó, ngày xưa tôi biết cổ quần lão lụa toàn đồ hiệu không,
Bây giờ tôi thấy có mặt áo, áo vật khách, áo vật khách lên. Ở đây chúng tôi còn là vật chủ, mà không có vật khách. Vật khách là áo với bà ba ở trên đó. Nó có cái... Không biết làm sao. Ở đây không có cái đó này. Nó ngắn ngắn rồi nó làm bên vậy nè. Dạ. Làm bên vậy nè. Thì tức là cái cái vật của tôi giật mình. Thì có nói là thầy thấy con khác là cái thằng kia đậu mắt mới. Đậu mắt mới. Thì có lúc cũng bị cái bệnh gì đó, cũng bị rụng tóc, rồi cũng không có quần áo lộ được. Lúc cũng đi lên chùa thường đó, lên chùa thường đó cũng không chỉ mà có mặt cái đó. Rồi khi mà tóc có mọc trở lại thì cũng lại không thể quay được quần áo lộ nữa, cũng thấy muốn mặc cái đó luôn. Thì mình thấy cũng con người đó, nhưng mà cái sở thích rồi cái thẩm mỹ nó cũng theo năm tháng, theo hoàn cảnh, theo điều kiện, theo môi trường, theo những tương tác thực tế của xã hội hoặc là của bản thân đời sống cá nhân của cổ mà nó có những thay đổi nhất định, hiểu không? Cho nên tôi nhắc lại, trong cái hộp quẹt vốn không có lửa, nhưng cộng với những điều kiện từ các chi tiết của cái vật lửa mà nó tạo ra ngọn lửa, đó là cái nội dung thứ nhất của cái vật lửa. Nội dung nhất là ngọn lửa không sẵn tồn tại ở đâu đó, mà nó chỉ có mặt khi các điều kiện hội đủ. Sắp chưa? Đời sống của ta là hạnh phúc hay đau khổ, vinh hay nhục, là phải cần đến vô số những điều kiện. Tôi đã từng thấy vài người Phật tử nữ khóc với chúng tôi. Họ khóc vì ông chồng không ra gì, bỏ bê không lo gia đình, lạnh lẽo, lạc lẽo lạnh lùng với vợ con. Nhưng mà cũng người Phật tử đó về sau có gặp tôi cũng nhăn răng cũng cười lên tới lỗ tai luôn, là vì cô cảm ơn rằng chính vì cái sự ghẻ lạnh, cái sự bất hạnh trong cái đời sống hôn nhân mà cô đã trở thành hành giả tứ niệm xứ của tu thiền rất là tình tâm, rất là an lạc. Và cô nói rất là nặng, cô nói nếu mà con mà được may mắn trong gia đạo, trong hôn nhân thì con cũng tiếp tục lộng đứa u xin trong căn nhà cho tới khi con chết, hiểu không? Nhưng mà may con trong cái xui nó có cái rủi, ở gặp trong cái xui nó có cái may, là vì con bị cái ghẻ lạnh của chồng và cái bất hạnh trong gia đạo mà con đã là một người Phật tử đúng nghĩa. Và con cảm ơn ảnh, con cảm ơn bây giờ ông đã có vợ bé, phải vợ bé, vợ kế, ông đã tha cho con, nhờ vậy con đã được giải thoát. Các vị thấy cũng con người đó, cũng hoàn cảnh đó, nhưng mà tùy vào cái khẩu vị của mình mỗi lúc, cái hiểu không ta? Thí dụ có một lúc mình ốm nhén, mình thèm những món mà lúc bình thường mình không muốn ăn, có phải không ta? Và khi mà ở cử rồi mình bè thích trở lại như cũ, cũng con người đó, mà tùy lúc mình thích hay không thích, mình muốn ăn, phải không? Rồi cái mùi cũng vậy, có lúc chúng ta rất là mê mùi dầu gió, rất là mê mùi dầu xanh, nhưng mà phải nói tôi thiệt, từ hồi bé tới bây giờ tôi nghe tới dầu xanh là tôi chỉ tôi nôn thôi, nhưng bất ngờ rất là mê dầu xanh, dầu khó đấy. Cho nên tại sao tôi thích cái bài học giáo lý lấy ra từ cái bậc lửa, vì trong cái bậc lửa nó cho tôi ít nhất là hai bài học mà được xem là toàn bộ tinh hoa của Phật pháp, toàn bộ tuệ giác của chư Phật ba đời mười phương. Thứ nhất, bài học thứ nhất từ cái bậc lửa là vạn pháp vốn dĩ không thể tồn tại khi thiếu những điều kiện tương tác. Vạn pháp do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Khi mà có đủ duyên thì ngọn lửa nó bật lên trong cái bậc lửa, nhưng khi hết duyên rồi thì cái đống lửa nó tắt, đúng không? Đó là bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai vô cùng và vô cùng quan trọng không kém bài học số 1, đó là cái ngọn lửa ấy nó là lợi hay là hại thì tùy vào cách, tùy vào cái hiểu biết, tùy vào nhận thức, tùy vào cái hiểu biết, cái cách ta sử dụng nó, đúng không ta? Cái ngọn lửa đó mà nó nằm trong tay một thằng khùng chúng quanh một thùng, một đống xác thì các vị nghĩ nó nguy hiểm vô cùng. Bên Mỹ có lúc báo cáo Cali nó đăng một bài cáo phó như thế này: đêm hôm qua trên xa lộ 912, một này gọi là một thanh niên người Việt Nam đang chạy xe mô tô bỗng dừng lại trên xa lộ, mở nắp xăng và bật bẹt xem có xăng còn hay hết, hưởng lương 21 tuổi. Bài cáo phó rất đơn giản mà bật không quẹt, mở nắp xăng xem có nó còn hay hết, chấm hưởng dương 21 tuổi. Thì có nghĩa là cũng đống lửa đó, nhưng mà tùy thuộc vào cái nhận thức, tùy thuộc vào cái kinh nghiệm, tùy thuộc vào cái cách mình sử dụng mà ngọn lửa ấy có lợi hay có hại. Các vị có biết có những cái trận lửa trên thế giới này nó đã giết bao nhiêu người, nó đã thiêu rụi hàng triệu
hàng triệu cây cối như vậy, như trận lửa mình đốt vừa rồi. Nhưng các vị biết rằng tôi biết có một cái trận lửa, tôi biết có một cái đám lửa chỉ có nửa mét, đám lửa tròn mà chỉ có nửa mét đường kính thôi, trị giá 2 triệu đô la rồi, các vị biết không? Đó là Pablo Escobar, đây hai biết không? Pablo Escobar là một ông trùm ma túy có thật, chứ không phải là cái ông mà Godfather mà trong phim Bốn Già của Mỹ hư cấu, không phải. Ông này là có thiệt, Pablo Escobar là có thiệt. Ông bị gọi là Interpol của thế giới và cả FBI của Mỹ truy lùng rất là gắt gao, và cuối cùng ông phải rời bỏ cái lâu đài của ông để ông cùng với mấy người vệ sĩ trốn lên núi, và trong cuộc đi ông bọc theo đứa con gái mới có mấy tuổi thôi. Đêm đó đứa con gái nó bị sốt mà nó lại bị lạnh, mà cái nói là núi nhưng mà nó là một cái ngọn núi trọc không có cây củi gì hết, mà đứa con gái nó sốt. Bên cạnh Escobar lúc đó không có gì ngoài ra là mấy bao tiền mặt, mà vì thương con gái ông lấy từng tờ 100 đô. Đúng. Cũng giống như bên thị sĩ cách đây là như 1 năm thì người ta phát hiện ra trong một cái nhà băng ở bên thị sĩ, bên nhà ở Cần Thông nào đấy, là có kẻ nào đó đã lấy cái tờ mà 1.000 franc của thị sĩ cắt nhỏ ra bỏ vào cầu nhấn nút, hình như cả 100.000 chứ không. Nhưng mà tôi đã là cái chuyện của Pablo Escobar, tức là trong có những lúc trong cuộc đời này đối với ta tiền mà nó không quan trọng bằng lửa, bằng một đống lửa, hiểu không? Và những người đi vượt biên thì biết rằng có những lúc người ta phải tháo từng cái dây chuyền một chiếc nhẫn trên tay để ta đổi từng lít nước cho người thân uống, không biết gì đó chẳng biết. Rồi như vậy thì cái giá trị của thế giới này nó tùy thuộc vào hoàn cảnh, cái địa điểm tốt tốt tuyệt. Bình thường người ta nói 2 triệu đô la rất là lớn, nhưng cái đêm trong đêm tối mà lắm nạn của Pablo Escobar thì 2 triệu đó đối với ông chỉ vừa đủ để đổi một cái đống lửa sửa ấm cho con gái thôi. Ngày xưa ở trên bờ mình đi mua gánh bắt bưng, mình để dành để mua từng phân vàng, chứ đừng nói là chỉ nha, từng phân. Hôm nay xuống tàu rồi mình coi nó là một phần gọi là toàn bộ gia tài để mang đi, vậy mà đến lúc ngặt nghèo phải tháo ra từng chiếc nhẫn để đưa cho chủ tàu để đổi từng lít nước cho con nó uống. Đấy, rồi như vậy thì những cái gọi là giá trị của đời sống đôi khi không phải đôi khi mà luôn khi nó phải tùy thuộc vào những cái điều sống, nó luôn nó tùy thuộc vào vô số những cái yếu tố làm nên cái giá trị đó. Nhớ cho nên cái bậc lửa nó phải có 2 cái, nó dạy cho mình 2 cái bài học rất là quan trọng. Bài học 1 là mọi thứ ở đời này do duyên mà có, không có gì tồn tại độc lập, mọi thứ phải nhờ các điều kiện, nhờ các điều kiện để nó tồn tại, đó là 1. Thứ hai đó là khi mà đống lửa nó đã có rồi thì cái giá trị của nó tùy thuộc vào cái việc ta sử dụng nó vào chuyện gì. Đấy, đây cũng vậy, đời sống của mỗi người là phải nhờ một vô số những điều kiện để làm nên, để kết nên cái gọi là đời sống. Tuy nhiên khi các vị đã có được cái bổn mạng rồi, có được cái hình hài này rồi, chưa có đủ đâu, các vị phải dùng nó ra làm sao nữa. Một ngày kia có một cái anh giáo dân chết, anh ấy lên chi đàn gặp Chúa, anh hỏi mà tại sao anh chết, bởi vì anh có một cô vợ quá tài ác răng, nên là tức anh gây lộn với cổ rồi, thì anh lên nó chết, anh lên lên trời gặp Chúa trời, nó thưa cha, tại sao mà cha tạo ra cái làm một chuyện rất là kỳ, con gái vô chồng đứa nào dễ thương mà sao lấy nó về sao đứa nào cũng lụ đạn, đó là sao? Cái câu trả lời của Chúa trời cũng chịu lắm, cái câu đó đã dạy xong trong người tôi đạo Phật, nó dạy xong với Chúa kỳ không? Nè, nghe kỹ câu này, ảnh vì tức là ảnh chết uất ức gặp Chúa trời, mà tại sao mà Chúa làm cái chuyện rất là kỳ, tại sao con gái nó vô chồng đứa nào cũng dễ thương, đến lúc mà con sực bẫy của mày, mà sao cũng nhớ cái về đứa nào cũng đụng đệ, tại sao? Mà Chúa trời nói là thế này, nghe đi kỹ nha, ta chỉ tạo ra những thiếu nữ, chính tụi con bắt họ thành vợ, họ lũ đạn là do các con phải do ta. Hiểu cái này không? Ta chỉ tạo ra những thiếu nữ thôi, còn cái chuyện mà biết họ thành vợ là do cái lũ đàn ông của bay á.
hiểu không? Thế thì do tụi con cũng đang chế biến sao bây giờ nó muốn mắc luôn. Đấy, ở đây cũng vậy. Chúa chỉ tạo ra mấy đứa con gái thôi chứ Chúa không có tạo thêm. Rồi diễn biến nó thành thiếu phụ ngây thơ là cái gì đó chuyện của tụi bay. Vạn pháp trên đời này không có cái gì là ngọt, là đắng, là thơm, là thúi, không có. Nhưng mà thông qua cái chế biến của cái này nè, biết nói mày hiểu không ta? Thông qua cái chế biến này, cái nghĩa là ngồi mình dành mặt cái nốt ruồi trên mặt người ta, kệ người ta, nó thật ra cái nốt ruồi nó là quyết định cái cơ thể mình, biết chưa đó? Có biết không mày? Cái nốt ruồi nó không phải là cái mé gì, nó là quyết định. Nhưng mà do cái quan niệm thẩm mỹ của mình là sao á, mình thấy cái nốt ruồi nó đau quá đi. Mình vì cái nốt ruồi mấy gram thật đó mình cõng nó về mình mới khổ một đời. Tôi nhớ cái chuyện cái anh đó mà trong cái chuyện đừng kể hoài là cái anh đó ảnh nhà của khá giả một cái bữa mà tổ chức cái lễ mừng 20 năm đám cưới của vợ anh, bạn bè về nhậu nhạc có nghe chị lên rồi nhậu nhạc vui vẻ đang nhậu tự nhiên cái ảnh bỏ đi ra ngoài đứng hút thuốc mà nó đổ hoe. Cái thằng bạn nó thấy lạ, các chị nghe thấy không, tiệc tùng linh đình để mừng 20 năm đám cưới mà đang nhậu nó chừng cái tình cái mỏi mà nước mắt nó đổ hoe, hút thuốc mà đổ hoe rung rước để làm bạn thân nó đi ra nó đổ ra nó cái gì vậy? Chuyện dễ sao đang vui ra đi cha cái nó hỏi chứ mình nhớ tao với vợ tao gặp nhau kiểu như nào không? Nó nhớ mà nó nhớ sao nhưng vì vợ mày là con của con chánh án rồi đó mày chơi nó là mày đỡ là nó có cậu rồi có dọa vợ ông nói nếu mà không chịu lấy cái ông cho ở tù rồi mày sợ tù nên mày lấy đầu mày nói không nếu mà đó tao chấp nhận cái tù thì chiều nay tao ra rồi tôi nói rồi nếu mà cái năm có là tao chấp nhận ở tù đó là nó nay chiều nay tao ra chiều nay là tròn 2 năm ra mà tại vì tao mà tao sợ ở tù tôi nhớ cái cuốn này nó có chung thanh luôn cho nên tôi thích cái câu chuyện đó lắm, nó rất là thông minh. Thì cũng cái con người cũng hình hài đó nhưng mà tùy vào cái nhận thức của mình à, tùy vào cái nhận thức của mình thì lúc có lúc lên cái này cho nên cái bài học và cái học viện nó hay quá cho nên bây giờ nếu ai hỏi tôi nếu không có tiền tôi được Phật gửi thì sao tôi nó cứ thở cầm quẹt mà có lý do tại sao mình tránh thần Phật đã tôi có nói rồi ngài đẹp lắm mà cái đẹp đó nó còn gắn luôn cả cái đẹp tinh thần nữa vì sao vì cái đẹp của ngài là một cái đẹp không có can thiệp của dân kém. Cái đẹp đẹp của ngài không phải đơn giản là như mình là mình hên mình đẹp một nhờ một phước nhỏ nhỏ nào đó mình đẹp mà ngài là do của quá trình gọi là quân tu tích lũy công đức vô lượng kiếp này bao nhiêu kiếp ngài đã thương lấy kẻ thù bao nhiêu kiếp ngài đã cứu mạng cái kẻ muốn giết ngài mà ngài đã làm cái gì đó trong vô số kiếp cho nên khi mà cái cuối thì sanh ra đấy là thành Phật ngài đẹp không có tưởng tượng đẹp quanh đường ngài đẹp lắm. Nhưng mà có một điều là cái đẹp đó không phải chỉ đơn giản là cái đẹp mà nhìn thấy bằng mắt mà mình còn phải cảm bằng tâm. Bởi vì trong kinh nói đó, ngài luôn luôn đi đứng trong chánh niệm, trí tuệ và từ bi. Cho nên không có một cái họa sĩ, một nhà điêu khắc nào để gọi là thể hiện trọn vẹn đầy đủ rốt ráo tuyệt đối viên mãn cái nét đẹp của Phật hết. Cho nên nét đẹp của Phật chỉ qua hình dung thì nó đẹp. Giống như hồi nãy tôi nói cái hình ảnh con voi mà đẹp nhất, chi tiết nhất chỉ là cái nóng nỉ thôi. Là bởi vì thông qua cái nóng nỉ mình nhìn mình tưởng tượng nó ra tha hồ, hiểu không? Còn đằng này mình cứ nhìn con voi mà người ta nó vẽ ra rồi vẽ ra bị tẹt đó thì mình tưởng tượng mình nó bị hạn chế. Cho nên Einstein ông có nói một câu mà có buồn ngủ chưa? Tôi nói thì xong mình nghĩ nha, nghĩ luôn mà nghĩ ra sao? Cái ông Einstein có một câu rất là quan trọng, câu hay xong nữa. Đôi khi sự tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức, hiểu không? Tại vì kiến thức nó là cái gì đó bị đóng khung, nhưng mà tưởng tượng thì sao? Ông kiến thức không giới hạn, hiểu không? Cho nên có nhiều công việc mà mình thuần túy sử dụng kiến thức, mình tự mình dẫn chân tại chỗ, nhưng mà có nhiều chuyện mà khi mà mình vận dụng cái trí tưởng tượng ấy, thì mình có thể chắp cánh bay cao đến phương trời vô tận. Nên một lát nữa tôi sẽ quay lại chuyện này. Còn bà con thấy mà về đi. Cuối tuần về ngủ nó đã hát karaoke mình nghĩ mình là bốc rồi chùa có đồng hồ không có tôi hỏi cái thôi nãy tôi thấy cửa liếc hoài rồi chứ
Bây giờ là vậy tới giờ có 4 năm mình quay lại nè.